Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Video này mình chia sẻ cho anh em cách ẩn danh sách bạn bè trên Facebook rất đơn giản và nhanh chóng. Video dành riêng cho anh em nào chưa biết, còn anh em nào biết rồi bỏ qua giùm mình. Bây giờ anh em bắt đầu mở Facebook lên. Anh em chọn vào ba gạch. Tiếp tục anh em sẽ tìm đến cái phần cài đặt và quyền riêng tư. Anh em chọn cài đặt. Trong phần cài đặt này anh em tìm đến cái mục cách mọi người tìm và liên hệ với bạn. Tiếp tục anh em chọn ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn. Ở đây anh em nhấn vào chữ xem thêm. Tiếp tục anh em chọn vào chỉ mình tôi. Rồi, khi anh em chọn chế độ này, tức là chỉ một mình anh em có thể xem danh sách bạn bè, còn tất cả những người khác không thể xem được nha anh em. Và nội dung mình chia sẻ xin được dừng lại. Nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.